Trận lũ lớn từ ngày 8 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 chưa rút hẳn, thì lại thêm một trận lũ lịch sử mới hoành hành ở Quảng Bình trong hai ngày 16 và 17 tháng 10, khiến hơn 34.000 ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, 200 thôn bản bị cô lập, chia cắt, đêm đen bị xé tan bởi tiếng gào thét, kêu cứu, hoảng loạn chạy lũ của người dân. Sáng ngày 18 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, tính đến 7 giờ sáng nay, mưa lũ đã làm hơn 34.000 nhà dân bị ngập, gần 200 thôn bản bị cô lập, chia cắt và hàng ngàn người dân phải di rời khẩn cấp trong đêm. Tại địa bàn huyện Lệ Thủy, Ủy ban Nhân dân huyện cho biết, mực nước lũ tính đến sáng ngày 18 tháng 10 đã vượt đỉnh lũ năm 2016 và mốc năm 2010. Đây là hai năm đã có lũ lụt lớn trên địa bàn. Cũng chính vì lý do này, nhiều hộ dân có phần chủ quan nên chưa kịp di rời và hoảng loạn cầu cứu khắp các mạng xã hội trong đêm ngày 17 tháng 10 với tình trạng nước dâng đến tận mái nhà. Thông tin số điện thoại về lực lượng cứu hộ đã được người dân chia sẻ chóng mặt. Đặc biệt, trong tối ngày 17 tháng 10, nhận được thông tin kêu cứu từ người dân, lực lượng công an xã Cam Thủy đã phối hợp với các lực lượng tại chỗ, tổ chức cứu hộ một phụ nữ mang thai có nhà bị nước lũ ngập đến cổ và một gia đình ba mẹ con bị ngập gần đến nóc nhà. Trước đó, để bảo đảm an toàn, nhiều địa bàn đã được cắt điện nên trong đêm tối, nước lũ lên nhanh và lớn, người dân chỉ biết tự chống chọi. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, dự báo trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang tiếp tục dâng cao. Hiện đã đạt 3,9 m trên mức báo động 3 là 1,2 m, tương đương lũ lịch sử năm 1979. Đồng thời, lũ diện rộng sẽ xảy ra ở hạ lưu các sông và vùng trũng thấp các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Bố Trạch, Lệ Thủy, Quảng Ninh. Nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất ở vùng núi các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy, Bố Trạch, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Minh Hóa. Tình trạng báo động gần như đang được đặt cho toàn bộ Quảng Bình nói chung. Tại huyện Lệ Thủy có khoảng 17.600 nhà dân ở nhiều xã bị ngập, một số xã ngập sâu như An Thủy, Lộc Thủy, Hồng Thủy, Sơn Thủy, thị trấn Kiến Giang bị nước lũ bủa vây, có nơi ngập sâu từ 1 đến 2,5 mét. Nước lũ làm cô lập và chia cắt tuyến đường vào bản Bạch Đàn, xã Lâm Thủy và bản An Bài, xã Kim Thủy. Tại huyện Quảng Ninh có 10.448 nhà dân bị ngập gần hết nhà, một số xã nằm ven sông Long Đại như Tân Ninh, Duy Ninh, Hiền Ninh, Hàm Ninh bị nước ngập sâu, gây chia cắt cục bộ. Toàn huyện này có 57 thôn bản, trong đó có trên 11 xã bị cô lập chia cắt. Tại huyện Bố Trạch có gần 1.000 nhà dân bị ngập từ 0,5 đến 1,5 mét. Nước ngập cục bộ nên đường vào 34 thôn bản bị cô lập chia cắt. Trong khi đó, ở Bắc Quảng Bình, lũ dọc sông Danh nước đang lên. Người dân các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch, thị xã Ba Đồn đang hứng trận lũ cực lớn đổ về. Tại huyện miền núi Minh Hóa, có 838 hộ nhà bị ngập. Riêng vùng rốn lũ Tân Hóa trong sáng nay có 400 nhà bị ngập sâu hơn 2 mét và nước lũ vẫn đang tiếp tục dâng cao. Theo thống kê, mưa lũ cũng đã gây sạt lở, ách tắc nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch, nhiều bờ biển tại các xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, xã Ngư Thủy, huyện Lệ Thủy, Bãi Đá Nhảy, xã Thanh Trạch, huyện Bố Trạch cũng bị sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, vào tối ngày 17 tháng 10, một đoạn đê kè chắn sóng tại thôn Yên Hải, xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch đã sập hoàn toàn vì gió giật mạnh và chiều cường dâng cao. Trước tình hình đó, để đảm bảo an toàn cho người dân trên địa bàn xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch đã ban bố tình trạng khẩn cấp, huy động lực lượng công an, quân sự, biên phòng phối hợp với các lực lượng ở xã Cảnh Dương và bà con nhân dân tập trung khắc phục tuyến đê kè biển bị sập đoạn qua thôn Yên Hải ngay trong đêm 17 và rạng sáng ngày 18 tháng 10. Với chiều dài đoạn sập sạt khoảng 50m, bề ngang khoảng 25m, các lực lượng đã kịp thời thực hiện các giải pháp cấp bách ứng phó với thiên tai. Lực lượng công an, quân sự, biên phòng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ và hàng chục xe chở cát về tận tuyến đê, kè để cùng với bà con nhân dân khắc phục sự cố sập, sạt. Hơn 3.000 bao tải chứa cát đã được các lực lượng sử dụng để hàn, gia cố đoạn đê bị sập, sạt. Với sự chung tay của các lực lượng và bà con nhân dân, trong ngày 18 tháng 10, tuyến đê kè bị sập, sạt tại vùng biển đoạn qua thôn Yên Hải, xã Cảnh Dương cơ bản được khắc phục tạm thời, tránh tình trạng sóng dâng cao, nước tràn vào địa bàn dân cư, nhằm giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra. Từ 1 giờ ngày 18 tháng 10, tổng lượng mưa phổ biến ở Quảng Bình đo được từ 200 đến 500mm, có nơi trên 500mm, tập trung tại các khu vực miền núi Minh Hóa và xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh. Hiện tại, nước lũ tại các sông, suối Quảng Bình vẫn đang tiếp tục lên nhanh. Sông Danh tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa đang ở trên mức báo động 2, 0,73m. Sông Kiến Giang, huyện Lệ Thủy trên mức báo động 2, 0,60m. Sông Rào Nậy tại Đồng Tâm dưới mức báo động 2, 1,12m.
nhằm giúp đồng bào trên biên giới ứng phó với mưa lũ, ổn định cuộc sống trong thời gian ngập lũ. Lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình đã bố trí các tổ công tác túc trực tại các địa bàn xung yếu, phối hợp với các địa phương, các lực lượng giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ, đảm bảo cuộc sống. Đối với đồng bào Rộp, xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, cứ đến mùa mưa lũ, tuyến đường Độc Đạo đến ba bản người Rộp luôn bị ngập lụt và chia cắt trong thời gian dài. Để giúp người dân đồng bào sống chung với lũ, lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Bình đã kịp thời hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm, giúp bà con ổn định cuộc sống. Thời gian mưa lụt bão là bị cắt đến văng có theo thì là nhờ có bộ đội biên phòng hỗ trợ cố cơm ăn trong thời gian lụt bão này. Tại các địa bàn bị nước lũ dâng cao như xã Trường Sơn, Trường Xuân, huyện Quảng Ninh, lực lượng bộ đội biên phòng đã bố trí lực lượng kịp thời, phối hợp với địa phương và bà con nhân dân, di chuyển người và tài sản ra khỏi các vùng lũ sâu để bảo đảm an toàn. Cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình đã phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, địa phương trên biên giới, tiến hành nhiều nội dung hoạt động, nhiều việc làm để là giúp dân khắc phục hậu quả và đã giảm bớt đi nhiều cái thiệt hại do lũ lụt gây ra. Thời gian sắp tới, bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Bình tiếp tục rà soát các cái phương án kế hoạch phòng chống lũ lụt để là thực hiện tốt trong thời gian tới. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, tại Quảng Bình, nhiều nơi bị ngập sâu và cô lập. Hiện nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã triển khai lực lượng, phương tiện tìm cách tiếp cận các vùng bị ngập sâu để giúp người dân vượt qua mưa lũ. Trước diễn biến lũ chồng lũ diễn ra tại Quảng Bình, Công an tỉnh đã cử 8 tổ công tác phối hợp cùng Công an các huyện, thị xã, chính quyền sở tại tăng cường kiểm tra, tuần tra kiểm soát tại các điểm xung yếu, không để các sự cố đáng tiếc xảy ra. Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình nói, có thể nói nguy cơ lũ chồng lũ diễn ra vào ngày nghỉ cuối tuần cho nên chúng tôi phải huy động 100% cán bộ, chiến sĩ ứng trực và đặc biệt là Công an các huyện, thành phố, thị xã để tham mưu cho cấp ủy chính quyền để mà triển khai các lực lượng ứng cứu người dân, giúp đề phòng các thiệt hại. Bên cạnh đó, Công an tỉnh Quảng Bình chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên ứng trực, chủ động tăng cường các lực lượng, phương tiện như cano, xuồng máy bám địa bàn, bám dân khi nhân dân cần sự giúp đỡ, đồng thời chuẩn bị lương thực, nước uống, thuốc men cùng các trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn, đề phòng các tình huống bất trắc có thể xảy ra. Cụ thể, tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương triển khai các phương án hỗ trợ bà con. Các điểm có nguy cơ ngập lụt cao trở lại, người dân đã được sơ tán lên nhà văn hóa, các khu vực an toàn. Sáng nay, Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các đơn vị tài trợ, hỗ trợ bằng tiền mặt cho bà con hơn 300 triệu đồng và nhiều lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc men cần thiết trị giá hơn 60 triệu đồng, giúp người dân vùng lũ giảm bớt khó khăn trước mắt. Các hình thái thời tiết gây mưa lớn vẫn dồn dập xuất hiện. Trong khi đó, khu vực miền Trung những ngày qua đã ngậm no nước từ các trận bão và áp thấp nhiệt đới trước. Chính vì vậy, sạt lở đất và lũ quét tại miền Trung dự báo sẽ còn tiếp diễn. Theo ông Nguyễn Văn Hưởng, trưởng phòng dự báo khí hậu, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nguyên nhân của đợt mưa lớn thời gian qua là do tổ hợp của nhiều hình thái thời tiết gây mưa. Thứ nhất là những tác động từ bão số 5, bão số 6 và hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới trước khi có bão số 5 và số 6. Tất cả các hình thái này hình thành trên giải hội tụ nhiệt đới đi qua khu vực Trung Bộ, kết hợp với gió đông. Cùng với đó cũng chịu tác động liên hoàn của các đợt không khí lạnh, tổ hợp của giải hội. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với giải hội tụ nhiệt đới, có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Trung Bộ. Nên từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 10, ở Trung Bộ có mưa rất to, riêng Hà Tĩnh, Quảng Bình có khả năng mưa đặc biệt to. Đặc biệt, trong văn bản cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng tại một số khu vực trong 6 giờ tới của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, toàn tỉnh Quảng Bình bao gồm Bố Trạch, Quảng Ninh, Minh Hóa, Tuyên Hóa, Lệ Thủy, thành phố Đồng Hới, thị xã Ba Đồn, Quảng Trạch đều được đánh giá là rất cao. Bên cạnh đó, dự báo sau ngày 21 tháng 10, ở các tỉnh Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ tiếp tục có khả năng xảy ra mưa lớn kéo dài.